Xin chào các bạn, tôi là Dược sĩ Nhung của kênh Hello Dược sĩ. Chúng ta thì thường có một cái thói quen là sau khi đi ăn đồ nướng, chúng ta sẽ tìm một cái thứ nước gì đó để tráng miệng đúng không ạ? Và thói quen của các bạn như thế nào không biết, nhưng mà tôi thường là sau đó hay đi tìm một quán cà phê bên cạnh quán ăn đó để thưởng thức ly cà phê rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu như các bạn có thói quen giống tôi á, trước đây á, thì chắc chắn sau khi xem hết cái video clip này thì chắc chắn rồi sẽ bỏ cái thói quen đó đi ạ. Bởi vì trong cà phê có thành phần caffeine và taurin. Đây là những cái thành phần mà nó làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu của sắt trong thịt và cơ thể. Chính vì vậy là cái lượng sắt đó khi vào cơ thể nó sẽ được đào thải bằng đường nước tiểu. Đã có nhiều nghiên cứu cho rằng là để tăng cái việc hấp thu sắt từ trong thịt và trong cơ thể của chúng ta ấy, thì các bạn đừng nên uống cà phê mà thay vào đó uống là nước cam. Tôi không khuyến khích điều này. Lý do tại sao? Tôi sẽ giải thích lý do vì sao. Những người đã từng sử dụng những cái thuốc bổ sung sắt cho cơ thể ấy, thì chắc chắn rồi đã từng nghe nói rằng là chúng ta không nên bổ sung sắt uống đồng thời với sữa. Bởi vì chúng ta uống đồng thời như thế thì sẽ không tạo điều kiện hấp thu cho sắt. Điều này có nghĩa là caffeine có trong cà phê giống như canxi có trong sữa, nó sẽ làm giảm hấp thu sắt vào trong cơ thể. Và chúng ta cũng biết là canxi và sắt khi vào trong cơ thể thì chúng hấp thu thông qua cùng chung một đường. Chính vì vậy khi mà chúng ta sử dụng chung canxi và sắt thì nó sẽ có sự cạnh tranh trong việc hấp thu. Và nếu như chúng ta mà dùng chúng đồng thời cùng một lúc ấy, thì nó sẽ làm giảm tỷ lệ hấp thu. Hay nói cách khác là chúng ta không nên là bổ sung đồng thời cả sắt và canxi cùng một lúc. Và thay vào đó khi chúng ta bổ sung sắt thì chúng ta nên bổ sung thêm vitamin C để tăng cường khả năng hấp thu cho sắt. Và chúng ta có thể sử dụng một số loại đồ uống có chứa nhiều cái hàm lượng vitamin C, trong đó có nước cam. Thực tế thì tôi không khuyến khích sau khi các bạn ăn thịt nướng mà chúng ta uống nước cam đâu ạ. Bởi vì trong 100g cam thì có chứa 26mg canxi. Nếu như sau khi chúng ta ăn thịt nướng mà chúng ta uống nước cam thì vẫn làm giảm cái khả năng hấp thu của sắt đấy ạ. Như vậy thì các bạn cần phải lựa chọn những cái đồ nước uống khác thay vì chúng ta sử dụng cà phê hay là sử dụng nước cam sau khi chúng ta ăn thịt nướng nhé. Tôi hy vọng rằng thông tin này sẽ mang lại hữu ích cho các bạn. Nếu như các bạn thấy thích thì hãy để lại cho chúng tôi một lượt like nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.